Hôm qua, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn giáp danh. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp danh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp danh để hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi manh động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng công an. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm tăng cường mối quan hệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trọng tâm là phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn giáp danh, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thành phố Hà Nội tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp tăng cường trách nhiệm, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp danh, chủ động xây dựng các mô hình liên kết và các mô hình tự quản về an ninh trật tự.